Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lúa trên đồng đã đến ngày thu hoạch nhưng giá giảm, năng suất không cao, ít thương lái thu mua, trong khi các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp lại tăng cao. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Hòn Đất. Với nhiều năm kinh nghiệm trồng giống lúa DS1, nông dân trên địa bàn xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất đã rất bất ngờ trước tình trạng lúa có năng suất thấp, giá giảm, đầu ra chậm. So với những giống lúa khác, lúa DS1 có khả năng sinh trưởng, phát triển rất đồng đều, ít bị đổ và sâu bệnh. Bên cạnh đó, năng suất giá thành ổn định nên được nhiều nông dân lựa chọn. Tuy nhiên, vụ này thì đã khác. Năm nay anh làm 6,5 hecta, năng suất một công khoảng 0,8 một hecta, 0,8 tấn một hecta. Chi phí thì một hecta nói chung một ngàn mét vuông khoảng 3 triệu, 3 triệu đến 3,5 triệu. Tính ra tổng hết chi phí cắt cày và vật tư nông nghiệp này kia thì mỗi công lời khoảng vài trăm ngàn tới 1 triệu. Theo một số nông dân cho biết, vụ hè thu năm nay, phần lớn diện tích lúa DS1 không được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu như hàng năm, mà phải chờ đến ngày thu hoạch, thương lái mới tìm đến thu mua. Chấp nhận chịu thiệt, người nông dân phải bán với hy vọng đủ để trang trải chi phí, thuê đất, làm đất, vật tư nông nghiệp, công và máy móc thu hoạch. Hiện giá lúa tươi DS1 dao động từ 4.700 đến 4.800 đồng một ký, giảm 500 đến 800 đồng một ký so với vụ hè thu năm 2020. Với giá bán này, nông dân có đất nhà may mắn sẽ lãi vài trăm ngàn đồng trên một công tầm lớn. Còn nếu đất mướn thì coi như què hoặc lỗ vốn. Tôi mặn thì được 30 công làm cát. Mà giá lúa này thì mặn thì không có lợi rồi, tại vì lúa thì năm nay thì nó thất, nó không được như mỗi năm. Nên một công tầm cát khoảng chừng được 800 ký. Mà chi phí như vậy là một công khoảng chừng cỡ 3 triệu. Hòn Đất là huyện nông nghiệp, lúa được xác định là cây trồng chủ lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, sản xuất lúa không ngừng phát triển về năng suất và sản lượng. Riêng vụ lúa hè thu năm 2021, tổng diện tích gieo xạ toàn huyện trên 78.500 hecta, đạt 104% so với kế hoạch. Đến nay, đã thu hoạch được khoảng 25.000 hecta, năng suất ước đạt 5,2 đến 5,5 tấn trên 1 hecta, bán với giá dao động từ 4.700 đến 5.500 đồng, giảm khoảng từ 300 đến 400 đồng so với đầu vụ. Trong đó, lúa DS1 có diện tích trên 38.000 hecta, chiếm 48,5% so với diện tích gieo xạ. Hiện thu hoạch hơn 5.000 hecta tập trung ở các xã Bình Giang, Bình Sơn, Nam Thái Sơn, Mỹ Thái và Mỹ Hiệp Sơn. Hiện tại thì giá cả thì bây giờ phân bón lúc sau này nó lên cao quá nữa, mà cái tới thu hoạch đó thì bán cái giá lúa thấp quá rồi, thì cái chuyện mua bán khó khăn này kia, rồi máy móc thu hoạch này kia nó cũng đều khó hết. Thì bà con nông dân người ta cũng có cái là thấy cái nó cũng không được thoải mái. Phần lớn diện tích lúa được tiêu thụ lâu nay trên địa bàn huyện là dựa vào thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thời gian này, Hòn Đất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên việc thu hoạch, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm thu hoạch đồng loạt. Đối với ngành nông nghiệp, thì có kiến nghị Sở Nông nghiệp, Sở Công Thương tỉnh, các ngành trung ương của tỉnh tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh, kêu gọi các doanh nghiệp này tăng cường cái thu mua lúa của nông dân, đặc biệt là lúa nhật của trên phần huyện đất. Có thể nói, dịch COVID-19 kéo dài không những ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất của người dân. Trước thực trạng đó, các cấp các ngành cần sớm có những giải pháp tháo gỡ nhằm giúp cho bà con nông dân giảm bớt khó khăn và ổn định cuộc sống.